mọi người, mình là Đạt Thanh Đức Phương. Hôm nay mình đi tới Jeanville-le-Pont để đi học habilitation électrique, về cái ngành điện đó. Trong cái công việc mới của mình là mình phải cần cái formation này, cho nên là mình đi học 2 ngày. Chỗ đây cũng đẹp nha, khá đẹp nha các bạn. Mình lấy metro, mình lấy LE xong rồi mình lấy metro lên tới đây. Mình có chụp vài cái hình mà mấy cái đoạn clip nhỏ nhỏ trong metro và trong LE mà các bạn sẽ coi ha. Mình tới chỗ của mình học rồi đó, vô cái cửa này. Mình đi sớm quá luôn, tại vì đi sớm cho nó chắc chắn. Hẹn 9 giờ, bắt đầu 9 giờ nhưng mà giờ là 8 giờ 15 mà. Cho nên là mình sẽ ngồi ngay đây để đợi, chờ đợi. Cho nên cũng khá đẹp. Hên là bữa nay không có mưa, chứ mưa chắc là mình trốn vô một cái taba để uống cà phê hay gì đó. Giờ mình ngồi đây mình đợi chút xíu. 9 giờ mở cửa. Ok, vậy là mình đợi tới gần nửa tiếng rồi. Ở ngoài thấy cũng đẹp mà trong còn đẹp hơn nữa các bạn. Trong cái phòng này mình thấy có người vô cái mình xin vô trước. Mình được như người vô đầu tiên cho nên là mình quay cảnh cho mọi người coi. Ở đây là cái chỗ để nghỉ ngơi, sẽ dễ đâu, có cà phê, có này kia đầy đủ hết. Mình có chụp những tấm hình vào trong cái khuôn này. Đây là một lát nữa mọi người coi mấy cái gian phòng cũng đẹp, chỗ này khá đẹp nha các bạn. Đó. Giờ mình kiếm cà phê gì mình uống cái đi. Miễn phí nha các bạn. Trong đây là mình tự mình làm luôn, ở trong đây hơi tối chút xíu mình làm cà phê mình uống cái. Ok, đây giống cái máy cà phê của mình ở nhà này ha. Đó. Tự có cà phê, trong này là cà phê, muỗng nè, kẹo, đường, trà nữa. Giờ mình bấm cái bình thường mình uống là cái này. Mình bật cái cà phê mình uống nha. Habilitation électrique là kiểm định điện nha các bạn. Đó, mình mới tìm được. Hôm nay mình học 2 ngày. Đó, kiểm định điện. Đó, cái công việc mới của mình là nó cần cái này, cái formation này. Đó. Cho nên là mình phải làm, bắt buộc phải có cái bằng này. Giờ mình ra, mình làm ly cà phê xong rồi giờ mình ra lấy metro mình về. Tại vì mình học 2 ngày á, còn mấy đứa kia nó học có 1 ngày thôi à. Cho nên là tụi nó ở đây thi, mình nó thi ngày mai mình mới thi, cho nên là bữa nay mình được về sớm. Nói chung là mình học 2 ngày nhiều hơn là mấy đứa kia, cho nên ngày mai mình phải trả lời. Giờ mình ra metro mình lấy xe mình về. Giờ là 3 giờ đúng, sau đó về dưới chỗ mình chắc cũng là 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Hy vọng là ra cái có xe lửa đi liền cho nó nhanh. Ok, giờ mình ra đây mình chụp vài tấm hình đó, cho mọi người coi. Ở đây là thành phố Jeanville-le-Pont, nó cũng đẹp nha, khá đẹp. Mình tới cái metro của mình đó. Ở đây nó có giống như là một cái hotel de ville, mấy cái chỗ lớn nha. Giờ mình xuống metro nha. Giờ này là 3 giờ 15 phút thôi. Ở trong metro vẫn tành, không có ai hết. Không có bóng màn hết nha. mình xuống dưới metro rồi. Giờ là mình đi hướng về Ba Lan. Tới 2 phút nữa mới có một chuyến xe. Nếu các bạn mà có việc qua đây đi metro á, là mỗi một đường nó có một cái số. Như là hồi nãy mình cho các bạn coi là đường này là đường số 8. Sau nó có hai hướng, một hướng A, một hướng B. Ví dụ mà giờ là mình về hướng Ba Lan, mình có thể xuống cái trạm nào đó. Đó, mỗi một trạm nó có một cái tên của nó. Rồi nếu mà mình từ, cũng như ngày mai mình trở lại là mình đi hướng về Khai Tây. Cái đường số 8 của nó là Ba La đi Khai Tây. Chuyến xe của mình còn 2 phút nữa là tới, mình đi với Sơn Sào Đi ha. Trong khi chờ đợi có hai cái anh chàng đến
anh hỏi đường cái mình. Mình dùng được và chửi tiếng Anh á, tiếng Anh của mình không có rành gì mấy mà mình nói chuyện tiếng Anh cũng được được, tại vì tụi nó đều hiểu của mình. Sau một ngày vất vả mình đã về tới nhà, đi cũng ngày nào chắc đi cũng tiếng rưỡi này chắc chết quá, hơn là mình học chỉ có 2 ngày thôi nha. Ok, giờ mình ra về tới nhà, trời rất là đẹp, nắng chang choi luôn, hên là không có mưa. Mình vẫn thủ một cây dù trong túi, có mưa thì thì có dù mà che. Còn bữa nay thì nắng đẹp quá luôn. Ok, vậy thì hôm nay hết một ngày, giờ mình lên nhà mình tắm rửa, mình nghỉ mệt cái.